Từ bao đời nay, người dân làng chài tỉnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã luôn chôn cất, thờ cúng những người tử nạn trên biển trôi dạt vào địa phương. Và việc làm nhân văn này được kế thừa từ đời này sang đời khác, giúp cho những nấm mồ vô danh, không người thân luôn được thờ cúng hương khói, ấm áp thường xuyên. Theo ông Huỳnh Tấn Chánh, 72 tuổi, là trưởng làng, được nhiều người dân cử ra để lo việc cúng bái cho khu mộ. Không ai biết rõ tuổi tác, dung mạo, danh tính của những người nằm dưới nấm mộ kia, bởi khi trôi dạt vào biển Tam Thanh, nhiều thi thể đã không còn nguyên vẹn. Dẫu vậy, việc chôn cất, hương khói cho nạn nhân được cả làng chăm lo chu đáo. Đối với cái khu mộ này thì nó đã có hình thành từ rất là lâu. Và đối với địa phương chúng tôi xem đây là một trong những việc làm hết sức là nhân văn. Và chúng tôi cũng có cái định hướng là cùng với bà con hàng năm định kỳ sửa chữa để nâng cấp tu bổ phần mộ để cho người quá cố người ta ấm lòng. Theo tục lệ của làng, ban đầu thi thể gặp nạn sẽ chôn trên đồi gần bờ biển nơi họ được phát hiện. 3 năm sau sẽ cải táng về khu mộ chung. Vào mùng 1 tháng 3 âm lịch hàng năm, sau tiết Thanh Minh, cả làng làm giỗ chung cho những ngôi mộ. Mới đây, khu mộ này đã được sửa sang, xây mới với kinh phí gần 150 triệu đồng từ sự đóng góp của người dân. Cái mục đích chung á của địa phương thì có những người mà lớn tuổi ở đây là phải cố gắng là duy trì cái ý nghĩa cử tâm linh này. Để rồi nhằm là giáo dục là cái thế hệ con cháu sau này. 37 ngôi mộ vô danh nằm ở vùng đất lạ, đã nhiều năm chưa có người thân đến nhận. Nhưng khi đến đây, chúng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp vì người dân đã chăm lo hương khói, dọn dẹp cho từng phần mộ bằng cả tấm lòng.